mua bộ quần áo này đâu? Mặc lên cho anh cái quần áo này, quần áo mới mua được. Bao nhiêu tiền? Mua lấy đâu? Em thấy anh luôn, em không mũ, em đội sự, em đội rồi chứ em rồi. Dạ vâng. Dạ vâng. Đường Phan Kiều Bính cái đường Liễu Giai ấy. À không ạ. Em bảo của em, em rồi, em trả lời mấy lần rồi. Em họ tên là gì? Đây họ tên em đây, Trung Mạnh Tuấn đây. À em của em ạ. Em của em. Thôi bởi vì em cũng không muốn liên quan gì đến em của em. Cấp bậc là gì? Mai thì phải lên cái gì. Cháu hỏi anh xác cơ đồng. Bởi vì cháu không đội mũ, cháu mà đội mũ. Ngày đi cả biển giả thế này là nó còn nhiều cái dấu hiệu, thậm chí ông lấy tiền ở ngoài đường rồi. Là chú tuyên bố chú bắt giữ cháu từ lúc này rồi nhá. Đấy thì em là nơi chú tạm chú khóa đây đây cho mình ngồi, mình muốn ngồi lên xe kiểu nào mình ngồi nhá. Bên này cháu ngồi bên này mình ngồi thì lên quay mặt lên đằng trước được chưa, quay mặt lên đấy đấy ngồi chân cái bộ kia có phải là giả hay là bộ đấy là bộ chính xác của cảnh sát cơ động. Thế là bây giờ thì chúng tôi tiến hành, chúng tôi bắt giữ rồi chúng tôi đưa về phòng để khai thác xem đối tượng nó có gây ra những cái vụ việc gì từ trước đến nay không ạ.